Hung thủ giết người giấu thi thể dưới rãnh nước ra đầu thú. Đối tượng Vũ Hoa Vinh và đồng bọn đã hành hung khiến nạn nhân tử vong, sau đó giấu thi thể xuống rãnh thoát nước hòng qua mắt lực lượng chức năng. Ngày 13 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã vận động đối tượng Vũ Hoa Vinh, sinh năm 1983, trú tổ 111, khu 10B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, ra đầu thú. Vinh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm với hành vi giết người và bắt giữ người trái pháp luật. Theo tài liệu điều tra, ngày 14 tháng 9 năm 2018, tại nhà nghỉ Hồng Linh, tổ 3, khu Tân Lập, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, Vinh cùng 3 đối tượng khác đã sử dụng hung khí dao nhọn, súng đe dọa, khống chế anh PVP, sinh năm 1985, trú xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, đưa đến khu vực bãi đất trống khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả. Tại đây, các đối tượng đã hành hung làm anh P tử vong. Sau đó, các đối tượng mang thi thể anh P giấu tại rãnh thoát nước đã bỏ hoang cạnh quốc lộ 18, đoạn qua thôn 3, xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động Vinh ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.